Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin Đảng bấn loạn với ba thách thức: phản động, Biển Đông và tự diễn biến. Ba thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt được ông Tô Lâm đưa ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 tại phiên thảo luận của Đại hội lần thứ 13 như sau. Thứ nhất là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ, trước nhân dân ngày càng gia tăng. Thứ ba là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân, diễn biến phức tạp. Đây là hình ảnh trước khi bị bắt vì nhận hối lộ tới 200.000 đô la. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là tác giả của cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa với tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Vào tháng 6 năm 2020, tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng cho rằng có 3 thách thức đang đe dọa đến an ninh chính trị của Việt Nam. Thứ nhất là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ do các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với những thách thức trong quan hệ với các nước lớn, từ những nguy cơ tác động đến an ninh nội địa trong nước. Thứ ba là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với suy giảm lòng tin của người dân. Nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng nhận định, cả ba điểm ông Tô Lâm nói nhằm nêu mọi rủi ro mà chính quyền Việt Nam đang phải đối diện cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Trong đó, phản động và Biển Đông thì có cả ở bên trong lẫn bên ngoài của Việt Nam. Còn diễn biến hòa bình thì chỉ có ở bên trong và thôi, ông nói thêm. Về điểm thứ nhất, bản chất ông ta khẳng định mọi thứ trái với Đảng Cộng sản Việt Nam là đều phản động, tức là chống Cộng sản Việt Nam là phản động. Nguy cơ này Đảng Cộng sản Việt Nam không thể hóa giải được, cũng chẳng chống được. Bỏ tù, xử tù, đàn áp không phải là hóa giải. Những người bị các ông gọi là phản động thì họ chỉ thực hiện quyền của họ. Đó là quyền tự do biểu đạt ý kiến theo luật quốc tế mà Liên Hợp Quốc đã ban hành. Đó là hợp pháp và không thể là nói xấu được. Điểm thứ hai mới trong giọng văn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Xưa nay chưa có ông Bộ trưởng Bộ Công an nào nói đến bảo vệ chủ quyền Biển Đông, dù điều đó không sai. Nhiệm vụ của Bộ Công an là đảm bảo trật tự trên biển ở cách bờ 50 km và bên ngoài đó thuộc cảnh sát biển và hải quân của Việt Nam. Như vậy, vấn đề Biển Đông thì nói cũng được vì đấy là chủ quyền quốc gia, mà chủ quyền quốc gia thì sự toàn vẹn lãnh thổ là một mục quan trọng của lợi ích quốc gia. Công an là một lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông vào năm 2014, khi mà cả nước đang sụp sôi chống bành trướng Bắc Kinh. Thế lực thù địch ở Việt Nam được nói là những cá nhân, tổ chức có âm mưu, hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, lãnh thổ và các lĩnh vực khác của quốc gia, trái với những quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Cụm từ thế lực thù địch cũng gây tranh cãi ở Việt Nam khi nó được sử dụng quá rộng rãi cho những người có tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến với những chính sách của chính phủ. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã từng phát biểu tại hội trường Quốc hội tại phiên họp vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2020 như sau. Mỗi khi người dân phản ứng với chính sách, hành động của chính quyền, cán bộ công chức phải tự vấn, tự kiểm điểm vì sao lòng dân không đồng thuận. Đừng vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó. Vì làm như vậy thì làm cho Đảng xa dân, đẩy dân về phía thế lực thù địch. Cụm từ thế lực thù địch xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào cũng là câu hỏi được đặt ra. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, cựu nhân viên của tạp chí Đảng Cộng sản Việt Nam, đã nói với đài AFA tại Mỹ vào tháng 6 năm 2020 như sau. Tôi không biết có từ bao giờ, nhưng tôi nhớ từ hồi tôi làm cho tạp chí Cộng sản vào hồi năm 1992 là đã có cái từ đó để nói đến những người lên tiếng cho tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do dân chủ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó xuất hiện từ năm 1989 đến năm 1990, thời kỳ Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Người ta gọi là nêu cao cảnh giác, tức là việc đấy vẫn thường trực, nhưng mà tùy từng thời điểm để nói nhiều hay ít, đại ý là như vậy.
cả Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Lương Tam Quang lẫn Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm đều đưa ra ba điều giống nhau mà họ cho đó là thách thức đang đe dọa đến an ninh chính trị của Việt Nam. Với thách thức thứ nhất, nhà nước Việt Nam hóa giải bằng cách bắt bớ, bỏ tù những người mà họ cho là phản động, là thế lực thù địch, là chống nhà nước. Tiến sĩ Hào Hợp phân tích rằng trên đời này chỉ có một định nghĩa về phản động, đấy là làm ngược với tiến bộ. Như vậy, định nghĩa phản động của ông Tô Lâm là sai, cho nên không có thể hóa giải được. Thêm vào đó, bỏ tù những người mà họ cho là phạm tội chống nhà nước thì trong luật quốc tế không có tội chống nhà nước. Đây là hình ảnh người đảng viên 65 tuổi đảng Lê Đình Kình đã bị hạ sát bằng nhiều phát súng tại phòng cổ hôm sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 bởi nhân viên công vụ của Bộ Công an Việt Nam dưới quyền của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Và họ đã hạ sát một người lão thành cách mạng rất nhanh như vậy. Nhà nước là một loại tổ chức xã hội ai cũng có quyền phê phán. Người ta chỉ không có quyền dùng bạo lực để phê phán nhà nước. Dùng bạo lực là nổi loạn, là phạm pháp. Dưới góc độ công dân, luật sư Đặng Đình Mạnh nêu ra hướng hóa giải cho ba thách thức trên Facebook cá nhân của ông mà đài FA chia sẻ như sau. Với thách thức thứ nhất và thứ ba là sự hóa giải nên bằng cách thành tâm thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc để xóa bỏ hận thù. Khi ấy, không còn thế lực thù địch hoặc phản động người Việt chống người Việt nữa. Đồng thời, sự tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng sẽ tự mất động lực và triệt tiêu. Với thách thức thứ hai, khi dân tộc đã là một khối thống nhất, đoàn kết hướng về mục tiêu chung đã lấy quốc gia, thì các nguồn lực thay vì dùng để chống nhau sẽ được tập hợp thống nhất, tạo nên nguồn lực mới, mạnh mẽ hơn trước và thách thức hơn để đe dọa chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, sau 45 năm thống nhất đất nước, cũng cần phải nhìn nhận một thực tế rằng khả năng hòa hợp, hòa giải dân tộc quá khó khăn. Nó như một lời nguyền thù hận, không có lời giải. Chỉ khi đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, lên trên lợi ích của đảng phái, khuynh hướng chính trị, địa phương cục bộ, vân vân, thì mới có thể bước qua thù hận, lời nguyền sẽ được giải hóa. Như ấy, tôi nghĩ dân tộc này hóa rồng chẳng mấy chốc. Thách thức về Biển Đông thì các nhà nghiên cứu về lĩnh vực này từng nhiều lần đề nghị là phải minh bạch hóa hồ sơ này. Điều tiếp theo là Việt Nam cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý để khởi kiện Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ lên tòa án quốc tế để có thể được xem xét một cách khách quan, công bằng. Thách thức còn lại là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh báo trong đảng của ông từ năm 2016, ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư. Đây là hình ảnh sau khi đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với bộ dạng đi không vững, phải có người đỡ. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, là một nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2016-2021. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Xã hội học, người từng có dịp tham gia soạn thảo đường lối của Đảng hoặc gần gũi với giới lãnh đạo tối cao, công bố một bài viết hé lộ những xung đột quyết liệt trên thượng tầng quyền lực của Đảng trong những năm gần đây và vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng từ khi ông chưa là Tổng Bí thư đến nay nắm chức vụ này, rồi dần dần bằng nhiều phương cách mà là bằng việc cương quyết khôi phục toàn diện cương lĩnh 91 đã từng nắm gần như trọn vẹn quyền lực. Một số trang mạng đã đăng tải bài viết này của giáo sư tương lai mà nhiều nhà quan sát cho là hiếm hoi, vén lộ phương thức duy trì quyền lực của Nguyễn Phú Trọng. Suốt từ Đại hội Đảng lần thứ 7 cho đến Đại hội Đảng lần thứ 11 là sự giằng co xung đột xung quanh cương lĩnh 91. Có lúc đổi mới thắng thế rất nhanh, có lúc đổi mới lại bị kẹt. Lược bỏ các giai đoạn soạn thảo cương lĩnh để chỉ nói về Đại hội lần thứ 10 với những điều chỉnh về cương lĩnh 91, về tính chất của Đảng, với khẳng định trở lại quan điểm của Đại hội lần thứ 2 ở Việt Bắc. Đảng là đảng có giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của dân tộc. Đưa Nguyễn Phú Trọng lên, tức là đưa người có tư tưởng cực đoan nhất về cương lĩnh 91. Thậm chí trong tranh luận gay gắt về sở hữu, với tư cách là người điều hành cuộc thảo luận tại Đại hội lần thứ 10, ông Nguyễn Phú Trọng đã có ý định lấy lại chế độ công hữu. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13
vào chiều ngày 30 tháng 1. May mà có những ý kiến mạnh mẽ ở nhiều đại biểu phản bác lại, nên thủ đoạn thâm hiểm ấy của ông Nguyễn Phú Trọng đã không thành. Phải chăng vì thế mà ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực của Tổng Bí Thư đã rất ngặt nghèo trong việc lựa chọn đại biểu đi dự đại hội từ cấp cơ sở, cấp tỉnh, đặc biệt là cấp trung ương, trên thực tế là sự sắp đặt khóa trước cho nhân sự khóa sau với chi phối của một số người đang có quyền lực trong tay dưới sự thao túng của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt cũng như ngoại lệ. Tuyệt mật nhưng bà bán rau ở chợ Đồng Xuân cũng đã biết từ lâu rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Tổng Bí Thư cả đời. Ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức Thủ tướng nhưng được an ủi ở chức Chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính, tên bị tình nghi là gián điệp, sẽ thành Thủ tướng. Ông Vương Đình Huệ thì nuôi mộng đế vương. Ông Nguyễn Phú Trọng nay đã 77 tuổi là trường hợp rất đặc biệt và ngoại lệ. Hay nói một cách khác, ông Nguyễn Phú Trọng hưởng nhiều đặc ân mà không một đảng viên nào có được. Phải nói, đây có thể là trường hợp siêu đặc biệt và dẫm lên quyền lực, cũng như điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam là không ai được làm quá hai nhiệm kỳ Tổng Bí Thư. Nhiều cán bộ đã hưu non chưa tới tuổi, ép buộc phải về, nhưng ông Trọng đã quá nhiều tuổi vẫn không chịu về và bám ghế. Không ai được phép giữ chức Tổng Bí Thư qua hai nhiệm kỳ trong cương lĩnh đã ghi rõ như vậy. Nhưng ông Trọng đã làm luôn cả ba nhiệm kỳ mà không ai dám làm gì. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, giải pháp buộc thay đổi điều lệ đảng để được ở lại cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một người có trình độ kém cỏi, thất bại trong giải pháp bố trí nhân sự để thay thế mình. Việc phải thay đổi, sửa đổi điều lệ đảng để ông ấy ở lại làm thêm nhiệm kỳ nữa, theo tôi là một giải pháp rất kém. Cách làm của ông ấy là chỉ muốn dùng quyền để bố trí người này, người nọ, chứ không dùng phương pháp để tranh cử, chọn người tài. Vì thế, ông Trọng chỉ lây hoay tìm những người xung quanh ông ấy như ông Trần Quốc Vượng, Hoàng hoặc Phạm Minh Chính, người mà ông Trọng thích thì ông Trung ương lại không vừa lòng. Như thế thì không được, nên buộc ông Trọng phải dở một thủ đoạn hèn kém là sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, mà muốn ở lại thì phải thay đổi điều lệ đảng. Tôi cho là quá dở. Một người có trình độ, thông minh, một người tử tế, tôn trọng, lẽ phải thì không nên làm như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Hai ngày 1 tháng 2 năm 2021 với bản tin Đảng bấn loạn với ba thách thức: phản động, Biển Đông và tự diễn biến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.